Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chỉ huy nhóm lực lượng đặc biệt kỹ thuật và hàng không Wings of Omega của lực lượng vũ trang Ukraine với ký hiệu gọi là Iron cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh youtube Novosti.live rằng binh sĩ Nga đào sâu tốt hơn quân đội Ukraine. Đây là cách ông nhận xét về lời của người dẫn chương trình rằng một số người ukraine không hài lòng với việc binh sĩ nga có thể xây dựng công sự nhưng lực lượng vũ trang ukraine đã không làm được điều này ở khu vực kharkov chỉ huy này nói tôi luôn ngạc nhiên trước động lực của họ họ đào sâu ngoài mức tưởng tượng như chỉ huy đơn vị đã lưu ý quân đội ukraine đang bị tiêu diệt do không có khả năng nhận ra vấn đề và khắc phục chúng hãng tin ap trước đó viết rằng ukraine đang gặp khó khăn trong việc xây dựng các công sự phòng thủ do nga pháo kích liên tục thiếu trang thiết bị và bộ máy quan liêu tê liệt theo quân đội Ukraine, việc xây dựng công sự lẽ ra phải bắt đầu từ năm ngoái. Không giống như Nga, Ukraine không có nhiều nhân lực để thực hiện công việc xây dựng tuyến phòng thủ. Điều này nghĩa là binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến vừa phải chiến đấu trên chiến trường, vừa phải xây dựng công sự cho riêng mình. Ông Alexander, phó chỉ huy bộ binh của lữ đoàn 47 ở khu vực Adipka cho biết, rất khó để làm được cả hai việc cùng lúc. Việc Ukraine thiếu các tuyến phòng thủ thích hợp đã tạo cơ hội cho Nga đạt được những lợi ích quân sự đáng kể trong khi hỏa lực liên tục của Moscow đã cản trở việc xây dựng hệ thống phòng thủ của Kiev. Các chỉ huy Ukraine ở Adipka và Chachovya cho biết, nếu không có vị trí phòng thủ được chuẩn bị kỹ lưỡng, họ sẽ phải chịu tổn thất lớn để phòng thủ. Tại Chachovya, việc Ukraine thiếu công sự đã giúp lật ngược tình thế theo hướng có lợi cho Nga. Vào giữa tháng 3, lữ đoàn 67 của Ukraine được luân chuyển đến giữ các vị trí cách thành phố khoảng 3 km. Một binh sĩ Ukraine mong đợi tại vị trí này sẽ có những hầm đào, các chiến hào nhưng những gì anh nhìn thấy là một loạt hố, hầu như không đủ lớn để ẩn náu trong các trận pháo kích. Binh sĩ Ukraine cho hay, dưới cơn mưa hỏa lực của Nga, các binh sĩ sẽ trèo ra khỏi hố và bắt đầu đào để tiến về phía đồng đội. Đất có nhiều cát đến nỗi, mỗi khi đạn pháo đánh vào, các tuyến hào họ đào đều vỡ vụn. Không có nơi nào để ẩn nấp và không có phương tiện để đối đầu với hỏa lực của Nga, các binh sĩ Ukraine phải rút lui 2 km. Yuri Butusov, phóng viên chiến trường Ukraine, đăng tải một video cho thấy thiết bị bay không người lái drone trinh sát nước này phát hiện một hệ thống cối tự hành 2S4 Tiunpan, hay còn gọi là hoa tulip của Nga cùng tổ vận hành trên cánh đồng. Lực lượng Ukraine sau đó tung đòn tập kích chính xác, tạo ra vụ nổ lớn cùng cột khói bốc cao lên bầu trời. Một số thành viên của tổ vận hành nằm bất động gần đó, dường như đã thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Butusov cho biết hệ thống cối 2S4 Tiupan của Nga đã bị phá hủy, nói thêm rằng đòn đánh được thực hiện bởi pháo phản lực HIMARS triển khai gần làng Bilogorivka tại tỉnh miền đông Lugansk. Cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine cho rằng cuộc tập kích đã khiến một liều phóng trên hệ thống cối tự hành phát nổ, ít nhất cũng khiến khí tài này bị hư hại. Các tài khoản ủng hộ Ukraine nhận định pháo HIMARS đã sử dụng đạn chùm trong cuộc tập kích, song không rõ chủng loại cụ thể. 2S4 Tyulpan là hệ thống cối tự hành lớn nhất thế giới, được thiết kế để phá hủy công sự kiên cố và tác chiến trong môi trường chiến tranh đô thị. Khí tài này có cỡ nòng 240 mm, trọng lượng chiến đấu 27,5 tấn, có tầm bắn 9,5 km khi sử dụng đạn thông thường 53F864 và 19,5 km khi dùng đạn tăng tầm có động cơ rocket 3F2. Ngoài ra nó còn có thể khai hỏa đạn chính xác cao 3F5 được trang bị hệ thống dẫn đường bằng laser. Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin pháo phản lực HIMARS của Ukraine đã phóng đạn phá hủy bệ phóng S-400 tại Belgorod, đòn tập kích đầu tiên bằng vũ khí Mỹ của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Khí tài bị trúng đòn tập kích từ pháo HIMARS là tổ hợp phòng không S-400, theo tài khoản này cho biết. Hình ảnh đăng kèm cho thấy hai bệ phóng của tổ hợp đã bị phá hủy hoàn toàn, các xe hỗ trợ cũng bị hư hại, một chiếc dường như là xe chỉ huy Radar điều khiển hỏa lực 92N6 cũng bị thủng nhiều lỗ nhỏ do trúng các quả đạn con từ rocket GMLRS của pháo HIMARS. Cổng thông tin điện tử của quân đội Ukraine, Militani nhận định hệ thống này được triển khai gần thành phố Belgorod nhằm bắn hạ các mục tiêu trên không cỡ lớn của Ukraine. Militani cho biết thêm việc các bệ phóng bị phá hủy sẽ làm suy yếu năng lực phòng không của Nga, cho phép lực lượng Ukraine tập kích các mục tiêu của đối phương hiệu quả hơn. Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự Ukraine nói với The Washington Post rằng hệ thống HIMARS có thể phóng tên lửa xa tới 80 km. Trong những ngày đầu cuộc xung đột, HIMARS được ca ngợi là dây cứu sinh cho Ukraine. Nhưng giờ đây, mối đe dọa đã không còn đáng kể trên chiến trường. Nguồn tin cho hay, người Nga đã triển khai tác chiến điện tử, vô hiệu hóa tín hiệu vệ tinh và HIMARS trở nên hoàn toàn không hiệu quả. Theo đánh giá bí mật về vũ khí của Ukraine, công nghệ gây nhiễu của Nga có thể khiến tên lửa HIMARS trượt mục tiêu 15 mét trở lên. Trước đó, một báo cáo tiết lộ các quả bom lượn được Mỹ cung cấp cũng liên tiếp trượt mục tiêu do công nghệ gây nhiễu của Nga. Phó Giám đốc Cơ quan mua sắm Quốc phòng Ukraine Vladimir Pikuzo tiết lộ rằng Ukraine đã bắt đầu tìm kiếm các nguồn cung vũ khí khác ngay từ khi xung đột mới bắt đầu. Vào thời điểm đó, chỉ có khoảng 60% vũ khí mà quân đội nước này sử dụng do phương Tây cung cấp, trong khi phần còn lại được ký ép mua từ các quốc gia khác. Cụ thể, cơ quan mua sắm quốc phòng đã sử dụng tiền từ ngân sách quốc phòng của ukraina để mua sắm vũ khí cho quân đội cơ quan này đã tìm kiếm trên các thị trường những loại vũ khí được sản xuất bởi các quốc gia không phải thành viên nato trong đó có cả vũ khí của liên xô cũ ông pico cho biết nhiều vũ khí mua được có thể có nguồn gốc bất hợp pháp do các giao dịch thường được thực hiện với bên trung gian quan chức này tiết lộ trong một số trường hợp ông và các đồng nghiệp đã tìm mọi cách để có được đạn dược dù quốc gia sở hữu vũ khí không đồng ý bán ông cho biết chúng tôi đã ngay lập tức bị từ chối khi đưa ra lời đề nghị muốn mua vũ khí tuy nhiên ngay sau đó một cuộc điện thoại gọi đến đã gợi ý chúng tôi hãy thực hiện giao dịch với một công ty trung gian giao dịch thuận lợi và lô hàng ngay lập tức được chuyển đến ukraina trên thế giới có nhiều quốc gia như vậy chúng tôi có thể tận dụng các lỗ hồng để thu về lợi ích quan chức này cũng tiết lộ kiev đang sử dụng mạng lưới tình báo của mình cùng với sự trợ giúp từ phương tây để tìm kiếm vũ khí tại thị trường chợ đen hoặc vận chuyển trái phép ra khỏi quốc gia từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, ông cho biết vũ khí vận chuyển theo phương thức này thường có giá cao hơn bình thường. Lý giải nguyên nhân thực hiện động thái trên, ông Pikuzo cho biết cả ngân sách Ukraine lẫn viện trợ của phương Tây hiện nay đều không đủ để đáp ứng nhu cầu của quân đội. Quan chức này ước tính Ukraine cần tổng cộng tới 800 tỷ đô la Mỹ để thực hiện các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột. Trong một diễn biến liên quan khác, giới quan sát dự đoán trong thời điểm Ukraine chờ đạn pháo được bàn giao để đối phó năng lực quân sự áp đảo của Nga. Moscow đã, đang và sẽ giành thêm lãnh thổ, đặc biệt vào mùa hè đang tới gần, khi mặt đất trở nên cứng hơn. Các chuyên gia cho rằng Ukraine đang áp dụng chiến thuật bẻ cong nhưng không gãy để câu giờ cho đến khi có thêm vũ khí và đạn dược của phương Tây đến mặt trận. Cơ chế này giống như kéo căng một sợi dây thun nhưng không làm đứt, để nó có thể còn lại vào thời điểm thích hợp. Các chuyên gia quân sự cho rằng bằng việc đưa ra những quyết định đau đớn là mất lãnh thổ, Ukraine đã rút lui về các vị trí được bảo vệ tốt hơn. Từ đó, quân đội Ukraine có thể chiến đấu hiệu quả hơn và bảo toàn nhân sự. Tâm trạng đi quan của cử tri Mỹ đối với nền kinh tế đất nước và cách tổng thống Joe Biden xử lý nó dường như ngày càng gia tăng khi chỉ còn vài tháng nữa là tới ngày bầu cử. Các cuộc khảo sát cho thấy nhiều cử tri hiện có quan điểm tích cực hơn về nền kinh tế Mỹ dưới thời cựu tổng thống Donald Trump. Những lo lắng của Đảng Dân chủ càng tăng lên khi kỳ nghỉ hè bắt đầu và tổng thống Biden thực hiện hai chuyến công du liên tiếp tới châu Âu để giải quyết các vấn đề đối ngoại, đồng nghĩa ông có ít thời gian hơn cho các vấn đề trong nước. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, khi được hỏi về việc người tiêu dùng Mỹ đang đánh mất niềm tin đối với ông, tổng thống Biden tuyên bố: "Chúng tôi đã xoay chuyển tình thế rồi." Một cuộc thăm dò mới từ Cook Political Report cho thấy ông Trump đang dẫn trước ông Biden ở 6 trên 7 bang chiến trường, những nơi có thể định đoạt kết quả bầu cử. Theo kết quả khảo sát, 40% cử tri ở các bang này tin rằng Tổng thống Biden có thể kiểm soát được lạm phát so với 56% ý kiến tin ông Trump sẽ làm được. Kết quả khảo sát của ABC News, Ipsos được công bố ngày 5 tháng 5 cho thấy kinh tế và lạm phát nằm trong những vấn đề hàng đầu đối với cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. 88% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết nền kinh tế sẽ tác động quan trọng đến việc họ bỏ phiếu cho ai và 85% nói tương tự khi bàn về lạm phát. 46% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết họ tin tưởng ông Trump trong lĩnh vực kinh tế, trong khi 32% chọn Tổng thống Biden. 21% nói không tin tưởng cả hai ứng viên. 44% người tham gia khảo sát tin ông Trump sẽ xử lý tốt tình trạng lạm phát, 30% nghĩ ông Biden sẽ làm tốt hơn, 25% không tin tưởng ứng viên nào. Dữ liệu cho thấy kinh tế Mỹ đang tốt lên nhưng chưa giúp ông Biden thuyết phục người dân rằng tổng thống giỏi điều hành lĩnh vực này. Có 272.000 việc làm được tạo ra trong tháng 5. Sau khi số liệu được công bố hồi đầu tháng 6, tổng thống Joe Biden nói rằng đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang khỏe mạnh dưới thời chính quyền của ông ông biden đã liên tục ca ngợi về sự bùng nổ việc làm kỷ lục thị trường chứng khoán lập đỉnh mới ông thúc đẩy các chính sách nhằm tăng lương và kiềm chế chi tiêu cho tầng lớp lao động nhưng một năm qua theo politico công chúng vẫn không lạc quan hơn về cách điều hành kinh tế của tổng thống do bị ám ảnh bởi giá cả tăng cao chi phí nhà ở và lãi suất leo thang người dân vẫn hoài nghi và lo lắng một cuộc suy thoái sắp xảy ra bất chấp dữ liệu và chuyên gia không còn nghiêng về nguy cơ đó trong khi đó, AP cho hay ông Donald Trump đang tập trung chỉ trích các chính sách kinh tế của ông Biden vào tình trạng lạm phát gia tăng, điều mà các cuộc thăm dò cho thấy vẫn ảnh hưởng nặng nề đến đánh giá của cử tri về nền kinh tế. Các đảng viên dân chủ lo lắng những số liệu đẹp vẫn không cải thiện được đánh giá của cử tri vào thời điểm đã rất gần cuộc bầu cử tháng 11.